Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starlux có chuyến bay về Việt Nam. Jin và Kim Thu Jewelry bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Chúng tôi đang gửi đến quý vị liên quan đến một vụ mua quan bán chức, nhưng mà trong trường hợp này là muốn có bằng giả, thưa quý vị. Đây là thị trấn, thành phố nhỏ mang tên Antioch, và ở California cũng có thành phố mang tên Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, nhưng mà Pittsburgh, California, rất gần với Berkeley và San Francisco. Thế nhưng bởi vì chỉ có một cái con đường highway độc đạo số 4 này đi vào, và phía Bắc thì có highway độc đạo 160, cho nên thị trấn này nó rất là hẻo lánh, thưa quý vị. Khu vực thì đẹp lắm, êm ả lắm, nhưng mà bởi vì hẻo lánh quá cho nên không ai muốn ở. Giá nhà rẻ vô cùng, thưa quý vị, có mấy trăm ngàn thôi. Thế nhưng ở, chắc có lẽ vì thế mà mấy ông cảnh sát làm việc ở đây lương thấp quá, thì ông mới nhờ tới một người học rất giỏi. Thực sự cái người này chịu khó, lẽ đương nhiên cũng phải thi bằng vân vân một thời gian. Họ có được phép học cái ngành gọi là tư pháp hình sự để bổ túc vào cái hồ sơ cảnh sát, và mới cái bậc lương với những người mà có bằng cử nhân, quý vị nhé, mặc dù học qua mạng, nhưng mà nếu tốt nghiệp cái ngành gọi là tư pháp hình sự đó, ngay lập tức mức lương tăng cao. Không những một thì có một cảnh sát ở Pittsburgh và 5 cảnh sát ở Antioch phối hợp với nhau. Mấy người này giới thiệu với nhau và họ kháo với nhau rằng bây giờ chịu khó đi, mày không có cần làm gì hết, mày bỏ ra một cái số tiền, thí dụ như một người có mấy ngàn đô la thôi, nhờ cái thằng đó nó học dùm. Và cái người đó mới học thực sự như thế. Và không những như vậy đó, họ còn tìm cách để sửa đổi hồ sơ nữa sau khi được tốt nghiệp bằng giả, nhưng mà vào để mà sửa đổi, và vì thế bậc lương của họ đã tăng lên và buộc sở cảnh sát phải nâng lương không những một mà 6 cảnh sát này. Nội vụ sau đó đổ bể bởi vì có người nghi ngờ. Họ nói chứ ủa, mấy cái tay này suốt ngày thấy đi nhậu. Sau giờ làm việc đó thì rất là lười biếng, mà sau đó thì thấy nhậu nhẹt mà làm sao thì giờ đâu. Cho dù thưa quý vị, quý vị phải để dành ra mỗi ngày một vài tiếng đồng hồ để học, học xong rồi phải qua thi, mà chúng ta biết đó cũng khó, bởi vì thi đó họ bắt buộc là chúng ta phải bấm vào nút computer đó, phải qua một cái lớp test, xong rồi test kế tiếp, rồi cuối cùng đó, sau một thời gian bảo đảm tất cả các tín chỉ rồi mới có được bằng, mặc dù không phải đến trường nhưng mà học ở nhà cũng phải dành thì giờ. Thì bắt đầu họ sinh nghi và họ mở cuộc điều tra, thì cuối cùng họ mới thấy rằng ủa, kết quả vân vân từ cái lớp học đó lại giống y chang nhau. Và hậu quả là họ tìm thấy hung thủ là kẻ đã được thuê mướn thi bằng đại học dùng. Thì có 5 cảnh sát nhận tội và bị giáng chức vân vân. Còn một cảnh sát hiện nay là ra tòa, Monteza Amiri, 33 tuổi, có thể là kẻ cầm đầu. Đây là người giới thiệu cho những cảnh sát khác để học mướn cùng một người học đề thi tốt nghiệp cử nhân cho mình. Và thưa quý vị, phía cảnh sát ở tại khu vực Death Valley cho biết là đã có thêm một người đàn ông nữa vừa mới bị đột tử sau khi mà đi bộ vào trong khu vực Death Valley. Thì đây là cái chết thứ hai chỉ trong vòng có một tháng sau cái người đầu tiên bị chết trong cái mùa hè này. Thì lại tiếp tục khuyến cáo những người mà không có kinh nghiệm đừng có đi vào khu vực Death Valley. Thì bây giờ đó, theo hồ sơ của phía cảnh sát cho biết, các nhân chứng họ kể chuyện xảy ra là hôm 1 tháng 8. Thì một số người họ
ở ngay cái khu vực nó có một cái con đường mòn để mà đi vào trong, đi bộ vô Death Valley đó thưa quý vị. Thì con đường mòn này vừa đi vừa về thì khoảng một mai thôi. Thì các nhân chứng họ nói là họ thấy ông nạn nhân bây giờ tên tuổi là Peter Robino, 57 tuổi, ổng đi từ trong, ổng đi ra, nghĩa là ông cũng đã đi một thời gian rồi, đi hết một mai. Nhưng mà họ nói là họ thấy ông kiểu như đi mà siêu siêu vẹo vẹo, rồi nhiều té lên té xuống mấy lần. Khi mà họ đến hỏi chuyện đó, ông trả lời mà như họ không hiểu được, thì họ nói là họ muốn giúp đỡ ông có cần gì không. Thế nhưng các nhân chứng nói là ông này, ông nói là ông không cần giúp, ông phải phải tay rồi ông leo vào trong xe của mình, chắc tính lái đi ra. Thế nhưng các nhân chứng họ kể là ông vừa mới lái không có đi được bao lâu hết là ổng ủi cái xe xuống trong cái vực luôn và ổng nằm ở trong đó. Thì các nhân chứng đó họ nói là họ gọi phía xe cấp cứu cứu thương gì đó là lúc 4:10, thì xin lỗi quý vị, họ gọi lúc 3:54 chiều, thì đến 4:10 là đúng 20 phút sau. Chắc khu vực này nó cũng xa cho nên là xe cấp cứu họ cũng mất một thời gian họ mới đến được. Thì các nhân viên cấp cứu nói là khi mà họ đến á thì họ thấy ổng vẫn còn thở khò khè. Họ ngay lập tức đem ổng vào trong cái xe cứu thương mà bên trong, tại vì họ biết cái khu vực này thường là người ta bị sốc nhiệt, cho nên là cái xe cứu thương có gắn máy lạnh, đưa ông vào bên trong rồi họ cũng làm những cái việc mà phục hồi sức. Thế nhưng đến đúng 4:42 thì ông đã tắt thở bên trong cái xe cứu thương. Phía sở cảnh sát cho biết là bây giờ kết quả giảo nghiệm tử thi đã có, thì chứng thực ông chết vì bị tăng thân nhiệt. Mà bây giờ các chuyên gia đó họ cũng nói là thường một người mà bắt đầu bị sốc nhiệt, tăng thân nhiệt mà bất bình thường đó là sẽ có những cái triệu chứng y như ông Robino này, là bắt đầu không còn nhận thấy được đường xá, đi bắt đầu siêu vẹo và tay chân nó giống như là cái óc nó không điều khiển được tay chân, cho nên mới có trường hợp là ổng đi siêu vẹo rồi ổng té và không còn tỉnh táo để mà nói năng với người ta nữa. Thì các sheriff đó họ tiếp tục khuyến cáo là đừng có ỷ y mà đi vào Death Valley trong cái thời gian này. Cái trường hợp này rất là đặc biệt thưa quý vị, bởi vì thường là chúng ta mệt mỏi đó, chúng ta khát nước thì chúng ta mệt mỏi nằm thiếp đi. Nhưng mà trong trường hợp này cái đầu óc của ông này đó, nó giống như là mặc dù có thể là bình thường chúng ta nhận ngay cái sự hỗ trợ, nhưng mà ông lại từ chối. Mà những người này đó, ông từ chối đâu có thể nào bắt ông được đâu. Cho nên họ vẫn tưởng, những người đi đường họ vẫn tưởng ông vẫn còn tỉnh táo để có thể đi được. Sau đó ông lái xe. Và trong trường hợp này một lần nữa khẳng định là do cái nhiệt, cái áp, cái nhiệt nó tăng cao quá rồi khiến cho cái đầu óc nó không còn tỉnh táo nữa. Tin cập nhật liên quan tới quân đội Ukraine đánh vào tỉnh Kursk, vâng, Oblast, nhiều nơi họ, mỗi một quốc gia họ sử dụng cái thuật ngữ nói về tỉnh, vân vân. Có nơi thì nói rằng là tiểu bang, có nơi nói là tỉnh, bởi vì nó quá lớn luôn. Nước Nga thì quá lớn, cho nên Ukraine với Nga họ gọi các tỉnh này gọi là Oblast, thì Kursk Oblast. Hôm nay đó, nguồn tin ghi nhận là quân đội Ukraine cho biết họ chiếm được ít nhất 28 khu định cư. 28 khu định cư. Cái Kursk Oblast này nó xa, cho nên cũng có, nếu mà lấy được cả cái tỉnh này cũng lên tới cả triệu người đó. Thì mà cái rìa rìa phía bên ngoài đi vào bên trong cũng tới cả chục dặm luôn. Thì ít nhất ngày hôm qua thì tin tức nói rằng ít nhất là 75.000 người dân của Kursk đã rời khỏi, nhưng mà hôm nay số người đã tăng lên trên 100.000 thưa quý vị. Và các giao tranh bắt đầu đang diễn ra ở cái khu vực này. Quân đội Chechen cũng nhúng nhảy vào khu vực này để yểm trợ, bởi vì để có thể lấy quân từ phía Donetsk, đây là cái khu vực phía đông mà quân đội Nga đã chiếm đóng trong thời gian qua. Cái eo này đó thưa quý vị, kéo dài đến xuống phía dưới này luôn. Đây, bên phía dưới này là Crimea. Thì cả cái eo này đó, quân đội Nga đang nghĩa là trụ, và cũng gặp phải cái sự phản công liên tục của Ukraine tấn công vào đây. Chúng ta thấy có Luhansk, Donetsk, Donbass, vân vân. Thì bây giờ từ vùng Belgorod, rồi ở phía bắc là Kursk. Và quý vị thấy cả một cái tỉnh nó rộng vô cùng luôn nữa.
thì 28 khu định cư theo ven biên giới của Ukraine hiện nay đó là nằm trong tay quân đội Ukraine. Tin tức còn cho biết thêm đó, ít nhất 1.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng. Và ngày hôm nay binh sĩ Ukraine thuật lại đó, khi mà họ tấn công và họ nói rằng họ lên kế hoạch rất là tỉ mỉ tấn công bất ngờ để chiếm được vùng này. Chúng tôi còn tiếp tục gửi đến quý vị các tin tức vào tin tức nổi bật chiều nay, mời quý vị cùng theo dõi vào trong trang nhà lướtsontv.com. Nếu vào YouTube, mong quý vị nhấn một nút like và subscribe quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.